Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Quảng Ninh là một tỉnh có sự phát triển kinh tế mạnh bậc nhất tại khu vực phía Bắc, với 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện. Không chỉ giữ vững thành tích đã đạt được, sắp tới đây tỉnh Quảng Ninh còn phát triển thêm thị xã Đông Triều trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành các văn bản giao Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều tham mưu triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh và tổ chức lấy ý kiến cử tri bảo đảm theo quy định. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và nhân dân về đề án, xây dựng kế hoạch, niêm yết danh sách cử tri, tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổ chức họp Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các nội dung hồ sơ đề án. Hiện, các xã Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức đã cơ bản đạt 4 trên 4 tiêu chuẩn để thành lập phường thuộc thị xã Đông Triều đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn thành lập thành phố theo quy định. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức lấy ý kiến cử tri từ ngày 11 đến 24 tháng 1 năm 2024. Kết quả, đối với việc thành lập 4 phường, Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức thuộc thị xã Đông Triều, có 12.731 trên 13.030 cử tri, đạt 97,71% đồng ý. Đối với việc thành lập thành phố Đông Triều, có 119.072 trên 124.768 cử tri đạt 95,43% đồng ý. Trước đó, theo quy hoạch tỉnh đến năm 2030, thị xã Đông Triều dự kiến lên thành phố sớm nhất vào năm 2025. Dự kiến đến năm 2030, Đông Triều sẽ là đô thị loại 2, tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại 1. Sau 9 năm thành lập thị xã, năm 2015 và 3 năm chạm đích đô thị loại 3, năm 2020, Đông Triều cơ bản đã đáp ứng đủ 5 trên 5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, bao gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, thị xã Đông Triều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 trên 18 chỉ tiêu. Nổi bật là thành lập được 3 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và 21 chi bộ quân sự xã, phường, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 32.406 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm, tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại. Tổng thu ngân sách đạt 2.701 tỷ đồng, vượt 35% dự toán tỉnh giao, tăng 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 7.810 USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Thị xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia. Thị xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2040 và 8 quy hoạch phân khu, hoàn thiện khung pháp lý thành lập thành phố Đông Triều. Thời điểm hiện tại, Đông Triều đã đầu tư, hoàn thành một số tuyến giao thông mang tính kết nối vùng như cầu Đông Mai và đường dẫn nối với quốc lộ 18A kết nối xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều với xã Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cầu Triều và đường dẫn với quốc lộ 18A kết nối thị xã Đông Triều với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, hình thành nên nhiều tuyến giao thông nội vùng, tạo thành mạng xương sống liên kết từ trung tâm thị xã đến các phường, xã bằng những trục đường chính. Với việc định hướng nâng cấp lên thành phố, không gian phát triển của Đông Triều đi theo 3 khu vực. Trong đó, không gian phía Tây sẽ tập trung phát triển đô thị, hành chính, thương mại, dịch vụ, nông thôn mới kiểu mẫu. Không gian phía Bắc hướng về du lịch tâm linh, sinh thái kết nối với khu di tích lịch sử gắn với nhà Trần và Yên Tử. Không gian phía Đông hướng đến ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sạch, dịch vụ hậu cần gắn liền với đại lộ Tây Nam 10 làn xe nối, từ cao tốc Hạ Long Hải Phòng đến thị xã Đông Triều. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường.